Làm gì á? Alo. Mày làm gì á? Alo. Alo cái quần què. Trời ơi, tắt máy nha. Vừa mới tắt máy mà làm cái gì mà nói chuyện chửi hề vậy trời. Ủa chứ nhà mày mà mày làm gì mà khóa cửa rồi tao ngồi đây với ai? Chết rồi, tao quên. Vĩnh ơi, Vĩnh, chết. Thằng cháu của tao, nó bây giờ nó chưa thức dậy. Mày đi vô chổng mày coi coi nó thức dậy chưa. Chết cha. Mở mắt ra nhìn. Tao có việc, mẹ nó nhờ dữ nè. Đá. Dạ. Tao ở nhà với chú Vĩnh nha. Công an nha, tí nữa dạ. Nha. Mày bị khùng hả? Mày bị điên à? Mày chả thả. Bây giờ tao về tao phải lo dừng clip, tao đi xuống tao tìm mày cho vui thôi. Tao ở, mày biết tao tìm mày biết bao nhiêu lâu không? Tao ở từ hôm qua đến nhà tao rất là mày, tao chưa tắm mà nhìn mày bây giờ mày ngồi tao với nó, mày điên à? Tao vì tao chạy xuống có việc. Đi về mở cửa nhanh đi. Bây giờ mày bình tĩnh lại, tao sắp tới shop của tao rồi, để tao vô shop của tao xong tao điện thoại cho mày thôi nha. Thôi nha, bây giờ mày bình tĩnh mày. Mày về mở cửa. Mày ơi, kia nọ đó với chú Vĩnh kia chưa? Alo. Cái gì nữa? Alo, bây giờ tao nói gì nghe nè, bây giờ mày chạy vô. Bây giờ hồi lúc tao đi là tao đã có soạn sẵn hết mọi thứ rồi. Mày chạy vô trong bếp, mày lấy cái bình sữa với cái hộp sữa, xong rồi mày nước ấm thôi, xong rồi mày pha 2, 3, 4 gì cũng được. 120, 120, 120, xong mày ra mày dụ cho nó muối. Ta đi từ sáng giờ nó chưa có muối gì hết, rồi bây giờ ba mẹ nó chưa có về. Bây giờ mày làm trước cái đó giùm tao đi, mày làm trước tao nha. Cố lên. Nãy định nói gì vậy? Ngồi im coi nha. Nha. Đây bây giờ là tôi phải pha sữa nè mấy ông nội ơi. Mấy con này dữ trời. Khổ dữ trời, bây giờ pha sao đây? Ken, con uống mấy con uống ít hay uống nhiều? Uống sữa hộp hả? Không uống sữa này. Nhưng mà tối uống sữa này. Tối mới uống sữa này. Thôi bây giờ mày uống sữa này luôn giùm đây cái. Giờ uống luôn đi, sữa hộp đâu? Sữa hộp ở đâu? Sữa hộp con ơi, con chị. Đâu. Ừ. Đâu sữa hộp đây đúng không? Ừ, hay quá con ơi, mày cứu tao rồi. Hay quá con trai ơi. Chứ bao giờ ông nội ta cũng biết pha sữa nữa con ơi. Trời ơi, mô Phật nhỏ. Đứa nào đây? Đưa đây ông ơi. Em xé cái này ra. Rồi, chích vô cái lỗ. Cầm hai cái tay, đưa vô cái lỗ đi. Chọt vô. Đúng. Rồi, Hữu. Ăn hả? Ăn gì? Ăn cơm với lại cà chua với lại dưa dê với lại. Cà chua giờ không có, cà chua đâu giờ đâu ra ông nội. Cái nội. Mẹ mua tao mẹ mày chiều mới về mày ơi. Mẹ mày chiều mới về, mẹ con chiều mới về, hiểu không? Nha, bây giờ mẹ con chiều về, giờ con uống sữa xong con đi ngủ, xong chiều ăn cơm nha. Chiều ăn cơm với cà chua, được không? Bây giờ uống sữa xong đi ngủ nha. Gật đầu mạnh mẽ nè. Uống sữa xong làm gì? Ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ. 10 điểm. Lấy đồ chơi cho ngồi chơi nha. Ai bác? Chưa no hả? Mẹ con ác gì trời. Bây giờ con uống sữa bình không? Không, uống sữa rồi. Tao chỉ ăn tương xong con no rồi. Tao chỉ ăn tương xong con no rồi. Con ác ghê luôn á trời. Giờ nhỏ giờ muốn ăn cơm mới no đúng không? Mà giờ thì con khóa cửa không có ăn cơm được. Giờ con có muốn, con nhà con có bánh không? Hả? Con ăn bánh không? Ăn bánh cho đỡ đói nha. Gì mẹ ác quá. Tự nhiên thả hai người đây, bây giờ thằng nhỏ giờ nó thèm bây giờ nó đói bụng, nó thèm ăn cơm mà không có nè. Tội không? Con thèm lắm không? Thấy chưa? Tội nó chưa? Cười cười, vui không cười? Vui không? Đói bụng mà vui. Còn vú mở cửa đi. Mở cửa chú. Kéo kéo. Yeah. Cầm cầm điện thoại chú. Cầm quay cái mặt, quay vô cái mặt. Quay giữ im nha, đừng rớt khỏi nha. Bánh bình thường để đâu? Bánh để đâu? Bánh. Nhưng mà ở nhà tao không có bánh. Nhà con không có bánh. Chứ sao hồi nãy con kêu là đi kiếm bánh. Nhưng mà mua bánh ở trong đi. Ở nhà chú đâu không mà đâu, ý nhà con bình thường là mẹ con để bánh ở chỗ nào? Mẹ con có để bánh ở nhà không? Không có để bánh ở nhà. Hôm qua mẹ mua một đống tẹo như này là tao ăn hết sạch luôn á. Sao không để tới hôm nay ăn mà ba ăn hết hôm qua rồi. Tao hái một đống đó, chúng tao bây giờ tao không hái đâu hết à. Nó tiếng Lào hả? Ý là bây giờ còn bánh không? Hết bánh rồi đúng không? Giờ không có bánh giờ ăn cái gì? Mua bánh đi. Mua bánh không có ra ngoài được mà mua bánh. Chú kiếm cái gì cho mày ăn ra nè. Đưa ra coi dưới bếp coi có gì không? Không, không đừng vô đó. Yến không mà trời ơi em ơi. Nhà đồ tôi bị yến đồ không à. Nhận lại luộc yến này cho nhỏ ăn. Không có một cái gì cho nó ăn luôn á chứ. Cái bánh gì đây trời. Uống bia không? Hả? Uống bia. Con để tẹo trong này này bây giờ đâu hết rồi. Mẹ con để gì? Con để tẹo trong này này bây giờ đâu hết rồi. Con để kẹo hả? Đây tủ thuốc con cố ơi. Nhưng mà tao cứ để trong này nè. Rồi thấy chúng nó mẹ cắt mẹ ăn qua rồi chứ bị tủ thuốc mà. Đi đi lên lại nè, ẩm lên lại nè. Là bây giờ là không có. Thôi nha. Ăn bánh tráng trộn không? Không. Ăn bánh tráng đi. Nhưng mà ê, tủ lạnh mở tủ lạnh đây. Mở tủ lạnh đây Đừng bị ba kéo nhẹ nhàng thôi. Tao đồ ăn đây. Yến không? Tao đồ ăn con đó không? Tao đi đi. Ê, đây bánh này. Con ăn bánh này không? Không. Sao bánh này cứng dữ trời, bánh này chắc đập trên đầu, chắc bể đầu quá mới ra. Con ăn chả không? Đây có chả nè. Chả này. Con ăn cái không? Hả? Sao vậy? Ăn không? Không ăn. Sao? Không. Con mà nít ăn cái này sợ đau bụng quá. Đây bánh tét, ăn bánh tét không? Không ăn bánh tét luôn. Chứ giờ con ăn cái gì? Cái này con xích ở đây, giờ con chỉ đi, con ăn trái cây không nè. Con chỉ đi. Tao phải chỉ cho tao nữa nè. Cái này. Đây là su su. Su su uống su su không? Có. Được không? Uống không? Uống. Su su. Su su uống su su đi con. Ôi rồi nó mút vâng tao xin lỗi mày nha, rồi con rồi tao xin lỗi mày, đại diện gia đình xin lỗi mày luôn. Gì đây, mắm tôm nè, ăn mắm tôm không? To quá không? Đây tao chọt cho mày nè, ngồi xuống đây con, ngồi xuống rồi đâm vô 1, 2 rồi tao chọt vô tay. Con cầm điện thoại hả chú ơi? Biết cầm điện thoại không? Cầm ra đây. Cầm quay cho đẹp nha. Rồi. Cầm dây. Quay thấy hai cái mặt không? Thấy chưa? Rồi quay mặt đó. Giữ im. Ở đây rồi, ok. Rồi uống con. Mà no không? Không vừa lại, đúng rồi. Mà nhỏ này thông minh nè. No. Đúng rồi. Nói xong rồi làm gì? Thôi. Nữa chứ, mình chơi nữa. Giới hạn thôi. Cái gì cứ giới hạn thôi. No xong bên nữa. Không chơi nữa. Nha. Ok không? Ok không? Nội ơi. Đây nè, bây giờ con ra đây. Thôi con ra đây chơi. Ra đây chơi, đó ra đây chơi đi. Mày giữ đó giùm tao cho đến 4 giờ 5 giờ gì nha. Tao đang bận quá. Nằm ở dưới đất YouTube rồi. Mệt không? Đúng rồi, tao mệt chứ mày làm gì đâu mệt. Giờ tính sao? Giờ ông nội ông bắn con nữa, 3 giờ ngủ đi. Giờ nè. Giờ chú nói con nghe nha. Bây giờ là con đi ngủ. Ngủ khoảng 30 phút thôi. 30 phút sau. 30 phút sau. Xong rồi con ngủ, xong cái chú gọi con dạy cái gì Út con về cái nồi. Chú chở con đi ăn cơm gà. Hả? Ăn những cái món mà ngon nhất. Con thích ăn món gì là chú chở con đi. Thích gì nè, thích đi chơi không? Thích Đà Nam không? Không, thích đi chơi. À thích đi chơi rồi, chú chở con đi chơi rồi, bây giờ bỏ súng ra nè. Bỏ cái súng ra nè, bỏ súng lên đây nè. Dụ 3 lần rồi. Rồi xong bắt đầu nhắm mắt lại. Rồi nhắm lại, chú ngủ con cũng ngủ nha. Hai chú cháu mình ngồi cùng ngủ một lúc nha. Okay. Vô phòng đi. Vô phòng làm gì, không ngủ đây, vô phòng. Không cần vô phòng, không cần vô phòng nha. 3, 2, 1 bây giờ coi thử ai ngủ trước nha. Ai ngủ trước là người đó là siêu anh hùng. Ok 3. Ngủ đi. Tội nhỏ thiệt á. Tỉnh không ấy đâu nhưng mà thấy nhỏ tội quá. Thôi ở đây cố gắng chơi tụi nó tới chiều thôi. Mình cũng mệt thiệt anh em ạ. Tối qua ngủ cũng không ngon. Hôm nay thì đi tìm con Ngân thấy mù nội luôn. Ok anh em nha. Giờ nó nằm nghỉ ra thì mình cũng nằm nghỉ một chút xíu thôi. Mấy đứa nít này nó ngủ tới chiều. Mà tở hơi tai với nó luôn á. Nó cũng chiều về rồi đó hả? Nhìn ngứa mắt không? Chắc tao đục mày một cái quá. Ủa? Mày xuống đây làm cái gì? Hello. Chào làm gì? Không cần chào. Không phải chào đó. Rồi đây. Có làm việc đó thôi à. Mày biết mày xuống đây để làm cái gì hả? Mày biết là tao tắm nó, mày biết tao tắm thằng này một tiếng đồng hồ, mày nhìn nó coi. Mày biết nó coi nó đói bụng không? Tao kêu mày pha sữa. Mày chơi ngu nó vừa, nó không có uống sữa hộp, nó không có uống cái sữa kia. Nó đòi đi ăn cơm với cà chua. Làm ơn giữ giùm tao đang rất là bận luôn á. Thì mày xuống đây thì mày giúp một tay một chân. Ủa mày tỉnh ghê luôn á. Mày xuống đây mày làm cái gì nữa hả? Mày đúng tỉnh luôn á, mày nói chuyện đúng tỉnh không chớp mắt không gì luôn vậy. Nè con dì út kìa, bụ dì út đây con đi. Ra dì út đi mua cơm ăn. Mày mua cơm cho nó ăn. Thì mày có xe mày chạy ra mày mua cho nó không được hả? Mày khóa là tao đi bằng đường nào? Tao bay hả? Bây giờ tao đi về tao rất mệt luôn á. Sao hồi nãy mày tự nhiên mày khóa cửa làm cái gì? Mày nói cho tao là coi thằng nhỏ cũng được chứ. Tao quên, tao rất là gấp luôn. Lúc mà tao nhớ ra tao điện cho mày cùng chị. Bớt cái tật thù dai lại nha. Đi ăn cơm gì? Giờ đi ăn cơm gì con? Ăn cơm cái gì đó mày cũng không làm xong nữa. Vậy mày kiếm tao xuống đây, mày kiếm tao làm gì? Trời trời. Đi nha. Đi rồi đi mua cơm ăn nha. Đây, đi mua cơm ăn. Đúng vậy con, mang dép vô, dép con đâu? Đây này, dép đây đúng không? Đây đúng không? Đi mua cơm ăn. Con, không nè.